Thưa quý khán giả, như trong chương trình Góc nhìn đa chiều vào ngày hôm qua thì chúng ta đã đề cập đến tai nạn hốc dị vật đường thở. Từ trước cho đến nay thì đây luôn là một trong những nguy cơ gây tử vong hàng đầu ở trẻ nhỏ. Dù đã được cảnh báo rất nhiều trên các phương tiện truyền thông, thế nhưng những trường hợp trẻ bị hốc dị vật vẫn liên tiếp xảy ra và đã có những em bé đã phải qua đời chỉ vì những sơ suất nhỏ của cha mẹ hoặc do không biết cách sơ cứu ban đầu cho bé. Vậy sơ cứu như thế nào mới là đúng cách và an toàn? Câu trả lời sẽ có trong chương trình sau đây. Trước đó, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận ca cấp cứu hốc dị vật. Bé 2 tuổi được người nhà cho ăn nhãn cả cùi nguyên hộp bên trong. Khi đến bệnh viện, hạt nhãn ngay nắp thanh môn của bệnh nhi vẫn còn nguyên cả hạt lẫn cùi. Vào tháng 7, một bệnh nhi 4 tuổi bị hốc chôm chôm, một bệnh nhi 11 tháng tuổi hốc trầu cầu. Rất nhiều ca hốc dị vật đã tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề. Sai lầm cơ bản là không biết cách sơ cứu đúng, lại áp dụng những cách chữa sai khiến hậu quả nặng nề hơn. Sơ cứu sai cách thường là chúng ta để chậm trễ. Cái thứ hai là chúng ta móc họng cho ói ra, ráng móc để tìm cái hạt gì đó. Hoặc là kêu uống nước gì cho nó trôi xuống luôn. Thì tất cả đều là sai. Rồi có người thì cứ ngồi đấm lưng thình thình, đấm ngực thình thình cho nó ra là tất cả đều sai. Cách sơ cứu đúng sẽ là, thì đầu tiên chúng ta dùng tay phải, chúng ta đang ẵm trẻ bằng như thế này ha. Tại trẻ còn nhỏ mà, chúng ta sẽ dùng hai ngón tay ta để giữ cổ và cầm của trẻ, ta đưa trẻ qua bàn tay lại, cái người trẻ hơi, cái đầu hơi ngập xuống. Đây là giữa hai xương bả vai, chúng ta dùng cái gót tay chúng ta mổ 5 cái ngay cái lưng mà giữa hai xương bả vai. Đương nhiên hai cái tay chúng ta phải giữ cái càm trẻ, không có là nó sẽ lật bù cái đầu của trẻ. Xem lại ha. Để cho đi bằng này 5 cái. Xong rồi chúng ta sẽ bế trẻ ngược trở lại. Đổi tay. Và đầu lúc này đầu hơi cao với chúng ta sẽ dùng hai ngón tay của bàn tay phải. Nếu mà dị vật chưa ra, chúng ta sẽ lật lại, chúng ta ấn ngay trên cái ngực của bé, ngay chỗ xương ức, giữa cái vùng nối giữa ngực và bụng. Ta ấn cho dị vật ngăn ra. Sau đó chúng ta lại, nếu chưa thấy, chúng ta lại một quá trình quay lại, nhớ giữ chặt cái cổ của trẻ ha, dùng. Và lại giữa hai xương bả vai, dùng cái gót chứ phải dùng cái này. Cái nó ra rồi thì thôi, không có lại một cái chương trình này nữa. Ta có thể làm 3-4 lần như thế. Và một điều cần lưu ý là nếu thấy trẻ tím tái hoàn toàn thì trước khi làm này chúng ta phải hà hơi, thổi ngạt vô miệng cho trẻ 2-3 hơi rồi mới làm cái nút sắt, xong rồi lật ra lại thổi 2-3 hơi lại làm nút nữa. Thưa quý khán giả, dị vật có trong đường thở từ 5-6 phút sẽ khiến cho bé ngừng thở, suy hô hấp dẫn tới tử vong. Nếu cách xử trí ban đầu đúng thì có thể cứu sống được bệnh nhân. Còn nếu việc xử trí không đúng và không kịp thời trong những phút đầu thì trẻ sẽ bị thiếu oxy lên não khi chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện. Trường hợp như vậy thì dù có cứu được mạng sống thì sẽ cũng để lại di chứng suốt đời. Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng lưu ý tất cả những đồ vật mà trẻ có thể cho vào miệng thì đều có nguy cơ trở thành dị vật. Không chỉ riêng đồ vật, đồ chơi mà ngay cả những loại thực phẩm thường ngày thì cũng đều có thể trở thành dị vật gây hại cho bé. Ngoài việc trang bị kiến thức sơ cứu, các bậc phụ huynh cũng cần phòng ngừa tai nạn hốc dị vật. Đối với các loại thức ăn như chôm chôm, nhãn, cần được bóc lấy cùi, bỏ hạt trước khi cho trẻ ăn. Đặc biệt, rất nhiều người mắc sai lầm khi cắt xúc xích thành từng khoanh tròn. Với xúc xích, cần cắt theo chiều dọc để mất hình dáng tròn, sau đó cắt thành từng miếng nhỏ hơn nữa. Các loại nho, cà chua bi, cherry, thạch tao câu, tránh để nguyên quả, tránh bổ đôi theo chiều ngang. Cách làm đúng là cắt dọc hoặc cắt làm bốn. Các loại hạt cần được đập thành mảnh nhỏ trước khi cho trẻ ăn. Quan trọng hơn cả là phụ huynh cần dạy con kỹ năng khi ăn uống. Nhai kỹ, nuốt cẩn thận và không cười giỡn chạy nhảy khi ăn. Trang bị kiến thức và kỹ năng về an toàn sẽ giúp các bậc cha mẹ bảo vệ tính mạng, sức khỏe của con em mình.
Thưa quý khán giả, đã có những tai nạn thương tâm xảy ra trong khi ăn uống và kết cục đó là trẻ nhỏ thiệt mạng. Do vậy, các bậc phụ huynh cần phải hết sức cẩn trọng khi chế biến thức ăn cho con em của mình, phòng tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Các bác sĩ đặc biệt lưu ý khi trẻ bị hốc dị vật, người lớn không được chữa mẹo, không gây nôn, không cho ăn uống thêm. Và ngay trong lúc đó, người lớn cần phải lập tức đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra, xử lý kịp thời, tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra. Và chương trình Góc nhìn đa chiều đến đây cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi.